Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn hai trận đấu hay của Lại Lê Quân và Nguyễn Thành Bảo. Nguyễn Thành Bảo gặp Nguyễn Văn Bon vào chiều nay 3 tháng 12 2022. Nguyễn Thành Bảo thì cầm đỏ đầu tiên, Nguyễn Văn Bon cầm đen thủ hậu. Trận đánh rất là hấp dẫn, mời bạn thưởng thức.
Trương Duyên. Trang Duyên. Trang Duyên. Mã 6 tấn 7 chém tượng, chiếu tướng. Trên đây thì giở tượng, Nguyễn Văn Bôn đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp trận thứ hai. Lại Lý Huynh cầm đen thủ hậu gặp mạ phi hoa của Trung Quốc cầm đỏ đi tiên, mà bạn thưởng thức.
Tăng Chuyên. Tăng Chuyên. Tăng Chuyên. Tăng Chuyên. Trên đây hết đường chống đỡ, mạng phi qua của Trung Quốc đã buông cờ nhận thua. Mời bạn xem trận cuối cùng. Lại Lê Huynh cầm đỏ đi tiên, Diệu Thường của Trung Quốc cầm đen thủ hậu. Mời bạn thưởng thức.
将军。
将军。Chơi đến đây cảm thấy khó lòng chống đỡ, Diệu Thường của Trung Quốc đã buông cờ nhận thua. Video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và hẹn các bạn ở video sau.